Chào em. Hôm nay thầy sẽ bắt đầu chuyên đề về đồ thị hàm số. Chuyên đề này gồm hai phần là đồ thị hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b và hàm số bậc hai y bằng ax bình phương. Thực ra thì chuyên đề này so với các cái chuyên đề khác ở chương trình cấp 2 thì không khó lắm. Tất nhiên là lên cấp 3 thì khó hơn nhiều, nhưng mà cấp 2 thì thầy thấy là trong những đề thi thì cho khá là cơ bản. Tuy nhiên thì năm vừa rồi 2015 thì Đại học Sư phạm Hà Nội cho một câu. Nhiều bạn là phần này không học. Thế mới buồn, mất đi câu 2 điểm. Rất là đáng tiếc. Vì vậy á là về cái nguyên tắc mà để luyện thi thì chúng ta phải nắm vững những cái điều cơ bản. Tốt nhất là không nên bỏ. Và chúng ta xác định là học hành nghiêm túc. Thế, bắt đầu cái phần đầu tiên là hàm số bậc nhất. Y bằng AX cộng B. Bậc nhất tức là x mũ 1 đó, thì A phải khác không? Thế cái đồ thị này này, ở trên hệ trục tọa độ, nó là đường thẳng. Vậy muốn vẽ thì chúng ta chỉ cần quan tâm tới hai điểm nằm trên cái đồ thị này và nối nó lại thành một đường thẳng. Thầy nói sơ qua là về lý thuyết như thế. Thế bây giờ trên cái trục ạ, trên cái hệ trục tọa độ ạ, thì các bạn sẽ có hai cái hướng đường thẳng mà nó đi như thế này, theo hướng từ trái sang phải đi lên nhá. Thì thế này gọi là hàm số đồng biến, có nghĩa là hàm số tăng tương ứng với cái hệ số A ở đây là lớn hơn không. Còn đường thẳng mà nó đi xuống như thế này ứng với hệ số A nhỏ hơn không, gọi là hàm số nghịch biến. Câu hỏi là với A bằng không, ở đây mới có A lớn hơn không và A nhỏ hơn không. Vậy A bằng không ở đâu? A bằng không nó không đi lên, nó cũng không đi xuống. Vậy nó đi ra sao? Xin thưa, nó đi ngang. Với trường hợp A bằng không thì nó là y bằng b. Trường hợp này ta sẽ quan tâm tới khi mà mở rộng kiến thức lên. Còn ở phần này thì mình quan tâm tới hai vấn đề là A lớn hơn không hàm đi lên, A nhỏ hơn không hàm đi xuống. Đó. Còn nếu A bằng không thay vào đây thì ta được là y bằng b, cái đường đó nó là đường nằm ngang. Thầy mở rộng lên một chút. Bây giờ cái bài đầu tiên thì mình chỉ cần học cách vẽ đồ thị thôi. Đó. Sang phần thứ hai thầy sẽ dạy chứng minh ba điểm thẳng hàng. Phần thứ ba là đồng quy. Đó, hàm bậc nhất mình quan tâm tới một số dạng cơ bản như vậy nhá. Bài số 1 cho hai đường thẳng, mình có thể gọi là đường thẳng hoặc là hai đồ thị cũng được. D1 có phương trình là y bằng x trừ 2. D2 có phương trình là y bằng 2 trừ x. Câu A vẽ hai đường thẳng trên cùng một trục. Câu B là tìm tọa độ giao điểm. Của D1 và D2. Tất nhiên là cái này thầy yêu cầu là không dựa trên đồ thị vừa vẽ để mà đoán, mà phải tính toán ra. Câu C, vẽ đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của x trừ 2. Và câu D, biện luận số nghiệm của phương trình m bằng trị tuyệt đối của x trừ 2. Đó.
Nào, mình suy nghĩ câu đầu tiên. Để vẽ đường thẳng thì mình chỉ cần lấy hai điểm thôi đúng không? Dễ rồi. Bài giải này, câu A. Vẽ D1 này. Thì ta lập cái bảng x và y cho thầy. Ta chọn hai giá trị x bằng 0 thì y bằng 2. Y bằng âm 2. Còn y bằng 0 thì x bằng 2. Như vậy, ta vẽ một cái trục tọa độ vẽ. Đây là y, đây là x. Đứng là trục tung là x, nằm ngang là trục hoành. Xin lỗi, đứng là y, ngang là x. 0. Thầy lấy thế này thì các bạn khó. Những bạn nào mà chưa biểu diễn điểm thì hơi khó. Bây giờ thầy lấy ví dụ thêm một điểm nữa. X bằng 1 thì y bằng âm 1. X bằng 1. X bằng 1 đây này. Thay lên trên này thì 1 trừ 2 là âm 1. Đấy. Như vậy là x bằng 1. 1 2 1 2 chiều này dương thì chiều dưới là âm. Âm 1, âm 2, âm 1, âm 2. Thầy biểu diễn cái điểm x bằng 1, y bằng âm 1 trước. X bằng 1 ta kẻ một đường vuông góc với cái trục x. Y bằng âm 1 ta kẻ một đường vuông góc với trục y. Nó chính là điểm này. Như vậy đây là một điểm nằm trên đường thẳng D1. Ta chỉ cần vẽ thêm một điểm nữa. Nhưng ở đây thầy vẽ thêm cho các bạn hai điểm luôn. X bằng 0, y bằng âm 2. X bằng 0 là từ cái vị trí số 0 của trên trục x tất cả đường vuông góc với trục x. Nó trùng luôn cái đường này nhá. Tại điểm y bằng âm 2 tất cả đường vuông góc với trục y. Vậy nó chính là điểm này. Tương tự như vậy, đối với x bằng 2, y bằng 0. X bằng 2 đây, ta kẻ vuông góc với trục x. Y bằng 0 là điểm này, ta kẻ vuông góc với trục y, cắt tại điểm này. Như vậy ta được 3 điểm này. Nối 3 điểm này vào. Đó. Về mặt lý thuyết là nó sẽ thẳng hàng. Còn nếu ta vẽ không thẳng hàng là ta sai. Đó. Như vậy là bình thường là mình không cần lấy điểm này đâu. Ta chỉ cần lấy hai điểm này ta nối lại. Như vậy đây là đường thẳng D1. Tương tự như vậy, ta vẽ D2. Bây giờ thầy làm nhanh hơn. D2 là 2 trừ x. X bằng 0, y bằng 2. X bằng 2, y bằng 0. X bằng 0, y bằng 2 là điểm này. X bằng 2, y bằng 0 là điểm này. Nối lại. Rồi. Đây là đường thẳng D2. Như vậy, ta đã làm xong câu A, vẽ đồ thị của đường thẳng D1 và D2. Bây giờ sang câu B. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D1 và D2. Nhìn trên đồ thị, ta thấy ngay giao điểm của D1, D2 chính là điểm M. Điểm M này nằm trên trục OX. Như vậy là có tung độ, tức là y là bằng 0, còn x gì là bằng 2. Tuy nhiên, thầy yêu cầu các bạn là phương pháp tìm giao điểm của hai đường thẳng mà không dựa vào đồ thị. Cái đồ thị là cái mà chúng ta chỉ dùng để kiểm tra lại thôi. Vậy ta làm thế nào? Bây giờ mình phân tích một chút. Nếu mà thầy chưa biết cái điểm M, thầy phân tích. Chưa biết điểm tọa độ điểm M thì thầy mới gọi điểm M tọa độ XM, IM là tọa độ giao điểm của D1 và D2. Như vậy M thuộc vào D1, MXM, IM mà thuộc vào D1 thì ta sẽ suy ra được là điểm mà thuộc vào đường thẳng thì thay tọa độ của điểm vào D1 nó phải thỏa mãn, tức là IM
bằng xm trừ đi 2. Tương tự vậy, m thuộc vào d2 thì im cũng bằng 2 trừ đi xm. Như vậy hai cái này ta lập thành được một hệ nhá, lập thành được một hệ và giải ra được. Thế thì mình làm câu B. Mình chỉ cần ghi là tọa độ giao điểm M của D1 và D2 là nghiệm của hệ phương trình Y là bằng x trừ 2. Bỏ cái chữ M này đi. Đó là Y lại bằng là 2 trừ đi x. Từ đây thì mình trừ hai vế của phương trình này cho nhau thì mình suy ra được là 0 sẽ bằng lấy cái trên này trừ đi cái dưới, lấy cái trên trừ đi cái dưới thì bằng 2x trừ đi 4. Mình kết hợp thêm một phương trình đầu là y bằng x trừ 2. Từ đây mình giải ra được x bằng 2 thay lên trên là tìm được y bằng 0 nhá. Vậy từ đây thì suy ra được tọa độ giao điểm M tọa độ x bằng 2, y bằng 0. Chú ý, một số bài toán người ta không yêu cầu tìm tọa độ, người ta chỉ hỏi là hoành độ giao điểm. Thì mình chỉ cần đi cho hai cái y này bằng nhau, bởi vì y là tung độ, mình bỏ đi cho hai y bằng nhau. Đấy, thì x trừ 2 sẽ bằng 2 trừ x. Thì mình sẽ chỉ cần ghi là nếu bài toán chỉ cần xác định hoành độ giao điểm thì ta làm như sau. Chú ý cái câu này của thầy là cái câu mẫu. Mình cứ làm như thế, cứ ghi cái câu mẫu này vào. Đó là hoành độ giao điểm của D1 và D2 là nghiệm của phương trình. Ta cho hai cái y này bằng nhau để mất đi cái tung độ thì còn lại cái hoành độ. Từ đây mình giải ra được x. X thì chính là cái hoành độ giao điểm và x bằng 2. Đó, cái hoành độ giao điểm x bằng 2. Như vậy ta xong câu B. Tóm lại, câu B này nhìn thì đơn giản thế thôi. Nhưng mà cái tư tưởng của câu B là cái tư tưởng quan trọng khi tìm hoành độ giao điểm hoặc tọa độ giao điểm của hai đồ thị. Nó theo các em suốt mãi về sau. Lớp 11, lớp 10 dùng, lớp 12 cũng dùng, còn lớp 11 thì ít hơn. Mà thi đại học là dùng. Vì vậy ta phải nhớ cái cách trình bày của thầy. Thứ nhất là tìm tọa độ giao điểm thì viết hai phương trình của cái đồ thị ra. Cần tìm hoành độ giao điểm thì bỏ cái y đi, cho hai cái x bằng nhau. Bây giờ ta sang câu C. Vẽ đồ thị của hàm số y bằng trị tuyệt đối của x trừ 2. Muốn vẽ đồ thị này thì phải phá trị tuyệt đối. Phá trị tuyệt đối không phải bằng cách bình phương lên, rất phức tạp. Phá bình thường là y bằng trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ bằng đúng x trừ 2 nếu x lớn hơn bằng 2, bằng 2 trừ x nếu x nhỏ hơn 2. Vậy đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ bao gồm hai nhánh đồ thị. Một nhánh là chính là y bằng x trừ 2 nếu x lớn hơn bằng 2. Còn một nửa là 2 trừ x nếu x nhỏ hơn 2. Bây giờ mình phải quay sang cái đồ thị ban đầu kia kìa. Cái x trừ 2 đó chính là cái đường D1. Còn cái x2 trừ x chính là cái đường D2. Như vậy mình chỉ cần lấy cái D1 trên cái miền là x lớn hơn bằng 2 thôi. Bây giờ ta sang cái đồ thị. Thầy viết lại vào đây. Y bằng trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ bằng x trừ 2 nếu x lớn bằng 2.
bằng 2 trừ x nếu x nhỏ hơn 2. Câu hỏi của thầy là x mà lớn hoặc bằng 2 là những điểm thuộc vào đâu? Trên cái trục tọa độ OXY này, những điểm nào mà có hoành độ lớn hơn bằng 2 thì xin thưa là lấy cái điểm này làm mốc. Lấy số 2 này làm mốc nha. Tất cả những điểm nằm trên từ đây trở đi đều có hoành độ lớn hơn bằng 2. Từ đây trở lộ lại là bé hơn 2. Nhưng thế còn những điểm trên này thì sao? À, những điểm trên này thì điểm ở đây nếu chiếu xuống mà nó nằm ở cái nửa dưới này thì cái điểm này cũng có hoành độ bé hơn 2, tức là x nhỏ hơn 2. Vậy thì mình đi lấy cái đường này làm cái trục ngăn cách. Cái mặt phẳng này bị cái trục này chia làm đôi, một nửa bên trái và một nửa bên phải. Cái nửa bên phải này, tất cả những điểm nằm ở đây chiếu xuống đều có x, tức là hoành độ lớn hơn 2. Vì vậy, với cái trường hợp là x lớn hơn 2 thì mình chỉ được phép lấy nửa này và bỏ đi nửa này. Và đây là y bằng x trừ 2. Y bằng x trừ 2. X trừ 2 là đường thẳng D1. Vậy D1 là cái đường này. Toàn bộ cái đường này nó xuyên suốt cả hai miền, miền x lớn bằng 2 và miền x nhỏ bằng 2. Tuy nhiên, ta chỉ lấy miền này, miền bên phải, còn bỏ đi cái miền này. Đó, em hiểu chưa? Suy luận tiếp. Với miền x nhỏ hơn 2 là cái miền này, ứng với cái đồ thị đường thẳng y bằng 2 chữ x, tức là đường D2. Đường D2 là đường này, nó đi từ cái miền tay trái sang tay phải, lại bỏ đi cái miền này. Tóm lại, đồ thị của hàm y bằng trị tuyệt đối của 2 chữ x nó là cái đường này. Đó. Chữ V đi xuống, đi lên. Em nhìn thấy chưa? Rồi. Như vậy ta có cái nhận xét là nhận xét y bằng 2x trừ 2 nếu x lớn bằng 2 là nửa đường thẳng, tức là một tia đó thuộc vào nằm trên nửa mặt phẳng. Bờ là đường thẳng x bằng 2. Tương tự như vậy với cái đường y bằng 2 chữ x nếu x bé hơn bằng 2, từ đó mình kết luận đồ thị y bằng trị tuyệt đối của x trừ 2 là như hình vẽ. Như vậy mình đã biết cách vẽ đồ thị của hàm trị tuyệt đối. Sau này bất kỳ hàm nào mình đều hàm trị tuyệt đối, mình đều phá trị tuyệt đối, vẽ đồ thị của các hàm và lấy trên các miền tương ứng. Ví dụ nếu như đề bài người ta cho y bằng trị tuyệt đối của x trừ 2 rồi cộng thêm một cái giá trị nữa, ví dụ cộng thêm 2 chẳng hạn hoặc cộng thêm x chẳng hạn, thì mình cứ phá trị tuyệt đối bình thường, xong phá xong thì vẽ hai cái đồ thị bên trong này, sau đó là lấy cái miền của x và từ đó là phá và xóa và giữ. Tương tự như vậy, nếu họ thêm cả một cái trị tuyệt đối nữa thì mình cũng đi lập bảng xét dấu, phá trị tuyệt đối, vẽ và xét trên từng miền tương ứng. Bây giờ mình chuyển sang câu D. Biện luận số nghiệm của phương trình. Như vậy chúng ta chỉ cần là tìm xem phương trình có bao nhiêu nghiệm ứng với giá trị của M nha, không cần phải đi giải. Ở bài này thì bằng cách là phá cái giá trị tuyệt đối này đi và thay trở lại M thì ta hoàn toàn biện luận được số nghiệm. Tuy nhiên thầy dạy cho các bạn một cái tư tưởng của các lớp trên, lớp tiếp theo là lớp 10, 11, 12 đó, là biện luận số nghiệm dựa vào số giao điểm.
Có nghĩa là thế nào? Bây giờ mình để ý một chút. Đây. Cái phương trình này là phương trình dễ đúng không? Đúng, phương trình này rất dễ. Phương trình này được tách làm đôi. Một là của hàm số y bằng x trừ 2. Một là của hàm số y bằng 2 trừ x. Muốn tìm giao điểm của hai cái đồ thị này thì ta đi tìm hoành độ giao điểm của chúng. Ở đây phương trình này có một nghiệm chứng tỏ là có một hoành độ giao điểm, chứng tỏ là có một giao điểm, chứng tỏ là hai cái này cắt nhau tại mấy điểm? Một điểm. Như vậy mình có cái nhận xét số giao điểm của đồ thị sẽ tương ứng với số nghiệm của phương trình. Thế bây giờ mình với lại tách cái dấu bằng này ra. Đó, thì mình được có hai cái đồ thị. Đó, vừa xét hai đồ thị y bằng x, y bằng m và y bằng chỉ số đối của x trừ 2. Thì số nghiệm của phương trình m bằng chỉ số đối của x trừ 2 là số giao điểm của đồ thị y bằng m và y bằng chỉ số đối của x trừ 2. Bây giờ mình sẽ dùng cái đồ thị bên kia và mình bằng mắt thường mình nhìn thấy nó có cắt hay không. Cái đường y bằng x trừ 2 là ta nhìn ra rồi, nó hình chữ V. Tuy nhiên là cái đường y bằng m là đường nào? Bây giờ mình quay trở lại cái phần này. Đường y bằng m thì như lúc đầu một thầy đã nói, cái đồ thị hàm số y bằng ax cộng b yêu cầu là a khác không. Đó, đấy là hàm số bậc nhất. Tuy nhiên với trường hợp đặc biệt thì y bằng m mình được hiểu như là 0 nhân x cộng với m. Cái m này chính là cái b, còn a bằng 0. Nếu a bằng 0 thì đường đó sẽ là một đường nằm ngang với giá trị, ví dụ như là đây là m chẳng hạn, thì cái đường đó sẽ là đường nằm ngang đi qua m, đây là đường y bằng m. Hiểu không em? Dễ hiểu đúng không? Y bằng m. Vậy nếu mà m bằng 0, m bằng 0 thì cái đường đó nó sẽ chính là trùng với trục OX. Y bằng 0, đây chính là trục OX. Như vậy là ứng với một cái giá trị của m, mình sẽ tìm ra được một cái đường thẳng nhá. Và cái đường thẳng này lúc đấy nó sẽ có cắt cái đồ thị y bằng chỉ số đối của x trừ 2 tại những cái giá trị khác nhau. Thầy lấy ví dụ với m bằng 0 thì cái đường là đường y bằng m, đây nó cắt cái đồ thị này tại một điểm. Với y bằng m mà m lớn hơn 0, đây nó kéo ngang sang, nó cắt tại hai điểm. Còn nếu mà xuống dưới này, y bằng m xuống dưới này, nó không cắt được cái đồ thị này, đến đây là hết rồi mà. Từ đó mình sẽ phân chia ra từng khoảng một, cắt hay là không cắt. Đó, với m mà nhỏ hơn 0 thì đường thẳng y bằng m không cắt đồ thị y bằng chỉ số đối của x trừ 2. Suy ra phương trình, ta ký hiệu cái phương trình này là phương trình sao? Phương trình sao? Vô nghiệm. Bây giờ nhìn mình cũng biết là vô nghiệm rồi, m bé hơn 0 mà cái bên kia chỉ số đối lớn nó bằng 0 mà. Thế với m bằng 0. Đó, đây, lúc đầu là m bé hơn 0 thì cái đường nó nằm dưới này. Khi mà m mà bằng 0 thì nâng lên, nó sẽ ngang với trục OX, phải cắt tại một điểm. Thì mình suy ra phương trình sao? Có một nghiệm. Với m mà lớn hơn 0 thì
Phương trình sao có hai nghiệm. Hai nghiệm bởi vì là đây, y bằng m nó nâng lên đây rồi, sang một cái cắt hai, càng lên thì vẫn là cứ cắt thôi. Bởi vì cái đường này là nó kéo dài mãi mãi, nó không bao giờ nó dừng. Như vậy thầy đã trình bày xong cái ví dụ đầu tiên, tức là cũng là một dạng toán luôn. Cái phần này mà thầy cứ chữa một bài là một dạng. Dạng đầu tiên, vẽ đồ thị, trong đó vẽ đồ thị hàm trị tuyệt đối. Kết hợp với đó là tìm tọa độ, tìm hoành độ, giao điểm của hai đồ thị, rồi ứng dụng đồ thị của hàm số, biện luận của phương trình. Đó. Hy vọng là em đã hiểu. Chúng ta kết thúc cái bài 1 ở đây và chuyển sang dạng toán thứ 2. Mình sang dạng toán thứ 2 là chứng minh ba đường đồng quy. Ba đường đồng quy thì hình vẽ là như này. D1 này, D2 này. Nếu mà D1 và D2 mà cắt nhau tại một điểm A, để cho ba đường đồng quy thì đường D3 cũng phải đi qua A. Đó. Vậy qua cách vẽ này thì mình đã hình dung ra đây cái tư tưởng làm rồi nhá. Là đầu tiên tìm điểm A là giao điểm của D1 và D2, sau đó xem điểm A này có thuộc vào đường thẳng D3 hay không. Đấy, mình đầu tiên là tìm tọa độ giao điểm A. Thì mình nhớ lại cách tìm tọa độ giao điểm đúng không? Câu A, tọa độ giao điểm A của D1 và D2 là nghiệm của phương trình, nghiệm của hệ phương trình. Hệ phương trình đó, lấy hai cái đồ thị, hai cái hàm số lập thành một hệ, trừ hai vế cho nhau, y bằng x trừ 2. Lấy cái vế dưới này trừ đi vế trên đi, thì không sẽ bằng là đây trừ đi đây, là còn x trừ đi 1 tương đương với x bằng 1, y bằng âm 1. Vậy A có tọa độ 1, âm 1 là giao điểm của D1 và D2. Tìm xong rồi thì mình làm gì? Mình chứng minh là điểm A cũng thuộc vào đường thẳng D3. Ta chứng minh A có tọa độ 1, âm 1 cũng thuộc vào D3. Thật vậy đó. Muốn biết một điểm thuộc vào đường thẳng hay không thì ta thay tọa độ vào cái đường thẳng D3. Thật vậy là thay vào y bằng âm 1 thì âm 1 bằng trừ của 1. Cái này là đúng. Vậy suy ra điều phải chứng minh. À, rất là dễ dàng. Tương tự như vậy thì mình làm câu B. Tìm M sao cho 4 đường thẳng D1, D2, D3 và D là đồng quy. Thế thì D1, D2, D3 nó đã cắt nhau tại A rồi. Thế muốn đồng quy thì cái đường thẳng D này nó phải thế nào? Thì nó cũng phải đi qua nốt cái thằng A này. Tức là điểm A cũng thuộc vào đường thẳng D. Như vậy thì để D1, D2, D3 và D là đồng quy khi và chỉ khi điểm A có tọa độ 1, âm 1 thuộc vào D, tương đương với ta thay các tọa độ 1, âm 1 vào, y bằng âm 1, m nhân 1 cộng 1 tương đương với m bằng âm 2. Kết luận vậy đường thẳng D với m bằng âm 2 thì ba đường là đồng quy. 4 đường đấy. Vậy ta xong cái bài toán đồng quy rồi, khá là dễ dàng. Mình chuyển luôn sang dạng thứ 3 là chứng minh ba điểm thẳng hàng.
Thì có khi mình cũng không phải phân tích ra làm dạng thứ ba đâu, mình cũng nói luôn là dạng thứ hai là ba đường đầu quy hoặc là ba điểm thẳng hàng. Nhưng mà chúng ta sẽ chuyển tiếp sang ví dụ bài thứ ba. Mình sang đến phần là chứng minh ba điểm thẳng hàng. Cái này cũng dễ thôi à. Ý tưởng là muốn chứng minh ba điểm ABC thẳng hàng. Thì mình đi viết cái phương trình đường thẳng AB mình kéo dài ra. Sau đó là mình kiểm tra xem điểm C này nó có thuộc ở trên cái đường thẳng AB đó không. Để thầy có cái ví dụ trên này rồi mình cứ làm thôi. Cho ba điểm tọa độ như vậy. Viết phương trình đường thẳng AB. Câu A là mình gọi cái phương trình đường thẳng AB nó có dạng là y bằng ax thì cộng b. Vì A có tọa độ 0, 3 thuộc vào đường thẳng này là đường thẳng D đi. Thuộc vào đường thẳng AB cũng được, đường thẳng AB là đường thẳng này. Nên suy ra được là 3 bằng A nhân 0 cộng B. Điểm B có tọa độ âm 1, 1 cũng thuộc vào đường thẳng AB. Nên thay vào thì 1 sẽ bằng là âm A cộng với B. Thế từ cái phương trình trên này là mình giải được B bằng 3. Thay B bằng 3 vào đây thì mình giải được A bằng 2. Đó, thế từ đó suy ra phương trình đường thẳng AB là y bằng 2x gì? Cộng 3. Đó, rất là dễ. Sang câu B. Mình kiểm tra xem là C có thuộc vào đường thẳng AB không. Kiểm tra C có tọa độ là 1, 5 có thuộc vào đường thẳng AB không? Thì mình thay tọa độ vào đây. Ta có là 5. Kiểm tra sẽ có bằng 2 nhân 1 cộng 3 không? Cái này là đúng. Từ đó mình suy ra được là ABC là thẳng hàng. Như vậy là mình đã xong cái phần cơ bản nhất của đường thẳng. Tiếp theo là mình sẽ chuyển sang cái phần là vị trí tương đối của hai đường thẳng song song, vuông góc và cắt nhau. Mình sang dạng thứ ba là vị trí tương đối của hai đường thẳng. Bây giờ mình cho hai đường thẳng delta 1 có phương trình là y bằng ax cộng b và delta 2 là y bằng a phẩy x cộng b phẩy. Thì mình có cái chú ý có cái tên gọi như thế này, a và a phẩy, tức là cái hệ số đứng trước x gọi là hệ số góc của hai đường thẳng tương ứng là delta và delta phẩy. Tức là a này là hệ số góc của delta 1, còn a phẩy là hệ số góc của đường thẳng delta 2. Trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai và trường hợp thứ ba, tức là ba cái vị trí tương đối của hai đường thẳng. Đầu tiên là delta 1 mà trùng với delta 2. Cái này thì dễ rồi em. Khi và chỉ khi tất cả các cái hệ số góc bằng nhau và cái hệ số tự do cũng bằng nhau. Thế còn delta 1 mà song song với delta 2 khi và chỉ khi hai cái đường thẳng nó song song như này, song song như này thì nó cùng một cái độ nghiêng. Cái độ nghiêng này đại diện bởi cái a, em có nhớ không? Nếu mà nó có hướng đi lên này là a dương, còn a âm nó ngược hướng thế này, không quan tâm đến thằng b cả. Như vậy á là hai cái a là bằng nhau, hai cái hệ số bằng nhau thì nó cùng một độ nghiêng và nó song song. Tuy nhiên là hai cái đường song song thì không chấp nhận nó trùng nhau, vậy mình phải bỏ đi cái trường hợp trên này, nó là b phải khác b phẩy. Thế còn dễ rồi, trường hợp mà delta hai cái này giao nhau thì chỉ cần nó không song song thôi, không song song thì chỉ cần hai cái này khác nhau. Bây giờ mình sang bài đầu tiên là cho một cái đường, thầy ghi đề cho nó không không nghĩ nghĩ đề nữa.
Bài số 4. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M trừ 1, 3 và thỏa mãn lần lượt từng điều kiện một. Câu A là có hệ số góc. Câu B là song song với đường thẳng. Thì 3x - 2y Câu C là vuông góc với đường thẳng. Cái này mình có cần sửa lại một chút không nhỉ? -1 - 1 đi. Đó. À, từ từ nhá, -1 - 2 - 2. Rồi. Bây giờ mình quan tâm tới cái hệ số góc thì mình đã biết được cái hệ số A này rồi. Cái bài đầu tiên đó, hệ số A này bằng 3/2. Thế thế thì chỉ cần tìm B thì dễ rồi. Vì hệ số góc của đường thẳng là A bằng 3/2 nên suy ra đường thẳng, đây gọi là delta đây. Delta có dạng y bằng 3/2x cộng b. Sau đó là vì điểm m có tọa độ -1, -2 thuộc vào delta nên mình suy ra được là thay y bằng -2 thì x sẽ bằng 1. B. Mình giải ra tương đương với cái này là -2 này, -3/2 chuyển sang đây là thành +3/2. +3/2 thì chỉ còn -1/2 thôi, là bằng B. Vậy delta có dạng là y bằng 3/2x trừ đi 1/2. Thế tiếp theo là câu B. Đấy, câu A mình xong đơn giản thôi. Song song với đường thẳng. Đấy, bây giờ song song thì mình dùng cái này. Hai hệ số góc bằng nhau và hệ số tự do khác nhau. Nhưng mà cái hệ số góc là phải viết cái phương trình dạng là y bằng cơ. Đấy, và cái phương trình delta đề bài á, mình cũng chưa có một cái phương trình nào mà có hệ số góc cả. Vậy mình phải làm hai bước. Một ấy là gọi cái phương trình delta. Bước thứ hai là đưa cái phương trình này về cái dạng delta 2 này. Gọi đường thẳng delta là có dạng y bằng ax thì cộng b. Thì điểm m có tọa độ -1, -2 thuộc vào delta nên suy ra -2 sẽ bằng là a nhân với -1 cộng với b. Đó, tương đương với là -2 bằng -a cộng với b. Đó, đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, để ta viết sang đây. Ý thứ hai là vì delta song song với đường thẳng,
có phương trình là chỗ này mình phải chuyển y sang đây và chia cho 2 thì y bằng 3/2x trừ đi 1/2. Đó. 3/2x trừ đi 1/2. Vậy nên suy ra hệ số góc. Đây là đường thẳng delta là y bằng ax cộng b có hệ số góc là a. Cái đường thẳng mà nó song song với có hệ số góc bằng 3/2, suy ra a bằng 3/2. Thay a bằng 3/2 vào đây. Thay vào 1. Thì ta suy ra được là -2 bằng -3/2 cộng b. Đó, suy ra y bằng b bằng -1/2. Vậy đường thẳng delta là y bằng 3/2x trừ 1/2. Bạn nào mà kết luận thế này chết luôn. Đó. Cứ thế này mà giải tưởng xong rồi nhưng không phải. Bởi vì cái đường thẳng song song này các bạn rất hay quên cái điều kiện là b khác b phẩy. Xin thưa là đây là đường thẳng delta. Cái b và cái đường thẳng mà nó song song, cái b đây là -2. Vậy b phải khác -2. Nhưng mà b giải bằng -2, cái này là loại. Loại bởi vì delta trùng ngay với cái đường thẳng của nó song song rồi. Không thỏa mãn. Mình làm thật cẩn thận nhá. Câu C. Vuông góc đúng không? Em làm y hệt như này. Chỉ khác cái là trình bày từ đây. Đó. Vì delta vuông góc với đường thẳng. Đường thẳng này mình lại phải chuyển cái y x này sang bên này nhá. Thì y bằng 2/3x trừ đi 1/3. Nên suy ra được là a nhân với, đây là hệ số góc của đường nó vuông góc 2/3. A thầy chưa có lý thuyết về đường vuông góc. Ý thứ tư, đây các bạn viết bổ sung vào đây. Delta 1 mà vuông góc với delta 2 khi và chỉ khi a nhân a phẩy bằng -1. Đó, bên này thì cái a này là hệ số góc của delta, cái 2/3 là hệ số góc mà đường nó vuông góc, tích của hai cái này bằng -1 nên suy ra a là bằng -3/2. Và đến đây thì chúng ta làm tương tự, cũng thay 3/2 vào đây thì tìm được b. Cái vuông góc thì không có điều kiện gì cả, thoải mái. Sau khi tìm ra được xong thì mình kết luận. Như vậy là mình đã học xong cái bài đầu tiên của vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Trong đó hết sức lưu ý cho thầy cái trường hợp song song. Cứ tưởng là mình giải đúng rồi, đã kết quả là số đẹp đấy. Kết luận xong rồi nhưng mà lại loại. Bây giờ mình chuyển tiếp sang bài số 5. Mình sang bài cuối cùng của phần phương trình đường thẳng, bài số 5. Cái dạng toán này là dạng toán là tìm điểm cố định và kết hợp với đó là tìm khoảng cách lớn nhất cho một cái hàm số mà có cái tham số m. Mình hiểu rằng là với một cái giá trị của m khác, với mỗi một số m thì ta được một cái phương trình đường thẳng. Với một cái m khác đi thì được một đường thẳng khác đi. Nhưng tất cả những cái đường thẳng đó nó đều đi qua một cái điểm. Cái điểm đó là cái có tọa độ cụ thể, là một hai số cụ thể, không phụ thuộc về m. Ví dụ như m tọa độ 1, 2 chẳng hạn. Đó. Câu B là viết phương trình đường thẳng đi qua m với góc tọa độ. Thì mình chỉ cần hiểu góc tọa độ là cái gì thôi, là O đó. Đấy, tìm m để khoảng cách từ góc tọa độ O đến đường thẳng là lớn nhất. Thì mình đi làm từng ý một. Cái ý A, giả sử m có tọa độ là x0, y0 là điểm cố định mà thuộc đường thẳng D, tức là thuộc với mọi m. Như vậy là mình thay vào, tương đương với, thay tọa độ vào là y0 sẽ bằng m trừ 1 nhân x0 cộng với m. Nhớ là với mọi m. Bây giờ thầy chuyển vế sang nhá. Nhớ là
muốn tìm dạng điểm cố định thì thầy đi viết m nhân với một cái ngoặc cộng với một cái ngoặc nữa bằng không. Cái ngoặc này không có chứa m, cái này cũng không có chứa m. Vậy thì mình chuyển sang này, chuyển y không sang đây thì không sẽ bằng là m, m nhân y không cộng m tức là m nhân y không cộng một trừ đi x không cộng với y không là bằng không với mọi m. Vì cái biểu thức này bằng không với mọi m nên mình sẽ chọn m bằng không trước, có đúng không? Chọn m bằng không. Đó, chọn m bằng không thì suy ra là thay lên trên này, không sẽ bằng không nhân không nhân x không cộng một là bằng không trừ đi cái này, vậy thì x không cộng y không là bằng không. Tiếp theo là với cái x không cộng y không là bằng không thì mình chọn m bằng một, chọn m bằng một thay lên trên này thì đây là không này, một một này, vậy chỉ còn x không cộng một, cả cụm này bằng không, như vậy là x không cộng một bằng không thì suy ra x không bằng âm một. Với x không bằng âm một thay lên trên này thì suy ra x không bằng một. Vậy m có tọa độ là âm một một. Kiểm tra lại xem, thay tọa độ âm một một vào cái đường thẳng này, một này bằng này m trừ một nhân âm một cộng m, m nhân âm một làm âm m, âm m cộng m hết, âm một nhân âm một một, đúng rồi. Vậy điểm m thuộc vào đường thẳng d với mọi m, chứng tỏ đây là điểm cố định mà đường thẳng d luôn đi qua. Ta đã xong câu A. Sang câu B thì gọi cái đường thẳng OM là y bằng ax cộng b. Ta thay cái tọa độ m và tọa độ o vào thì đầu tiên là tọa độ o là bao nhiêu em? Đúng rồi, ra 0 0. 0 0 thì là 0 bằng 0 nhân a cộng b là bằng b. Tiếp theo là thay tọa độ m vào, 1 bằng trừ a cộng b. Đấy, từ đây thì mình tương đương với a là bằng âm 1, b là bằng 0. Như vậy, đường thẳng OM là y bằng trừ x. À. Còn cái bài này thì khó nhất là câu C thôi. Bây giờ mình vẽ tượng trưng cái đường thẳng D ra. Y, O. Đường thẳng D không có số cụ thể để vẽ, nhưng mình biết một điều là đường thẳng D luôn luôn đi qua điểm M này với tọa độ là x bằng âm 1, y 1. Vậy, ví dụ ta vẽ thế này. Đây là một đường thẳng D. Còn nhiều nữa đây, đây là đường thẳng D. Vân vân. Khoảng cách từ O đến đường thẳng là cái đường này, OH. Và ta cần phải tìm để cho OH là lớn nhất. Thì một số bạn gọi cái điểm này là A, gọi cái điểm này là B, tìm được tọa độ AB. Sau đó là dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông có đường cao OH, tính được OH và giải cái biểu thức đại số đó cho nó mắc. Nhưng mình không cần, mình có cách khác làm ngắn hơn rất là nhiều nhá. Đó là gọi OH là vuông góc với đường thẳng D với H thuộc vào D. Thì suy ra khoảng cách từ O đến đường thẳng D, cái ký hiệu này D là khoảng cách nhá, chính bằng OH. Mà muốn cho khoảng cách mắc thì mình cần khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng một cái đại lượng mà không đổi. Thế thì bây giờ mình mới thấy là O này là cố định, M này là cố định, cái OM này là không đổi rồi. Thế trong tam giác vuông OHM
Nó vuông tại H, vậy cái này bé nó bằng OM. Nếu cần thiết thì em dùng Pythagore. Cái này bằng 1 không? Tọa độ này là âm 1 không? Vậy đoạn này độ dài cũng là một đơn vị không? 1 cộng 1 bằng căn của 1 bình cộng 1 bình, tức là căn 2. Và mình thấy rằng là đây, vậy nó mắc suy ra khoảng cách từ O đến D mà mắc bằng căn 2. Khi nào? Khi và chỉ khi H phải trùng với M. H trùng với M có nghĩa là OM vuông góc với D. Mà đường thẳng OM, đường thẳng OM mình làm bên kia rồi, y bằng trừ x. Đường thẳng D là y bằng m trừ 1 nhân x cộng m. Cái bảng nó hơi bé nên thầy viết gọn nó vào đây. Vậy thì OM mà vuông góc với D khi và chỉ khi tích của hai hệ số góc của x đứng đằng trước này là âm 1 nhân với hệ số góc đứng trước x ở đây là m trừ 1 phải bằng âm 1, tương đương với m bằng 2. Vậy ta kết luận với m bằng 2 thì khoảng cách từ đường từ O đến đường thẳng D là đạt giá trị lớn nhất bằng căn 2. Và cách này thầy thấy là ngắn nhất trong tất cả mọi cách so với cái cách tính OH. Tuy nhiên thì có một cái dạng bài khác, đó là người ta không hỏi khoảng cách lớn nhất mà người ta hỏi rằng là tìm m nhỏ sao cho khoảng cách từ O đến đường thẳng D bằng 1. Thì lúc đó thì mình phải giải cái độ dài khoảng cách đó theo m, thì mình có thể tính cái OM theo OA và OB. Nhưng bài đó thì người ta ít cho hơn nhé. Mình nên làm cách này. Hoặc là nếu bài này người ta cho số đó là tìm m để cho khoảng cách này bằng căn 2. Thì mình nhầm nhầm trong đầu mình thấy là căn 2 chính là cái giá trị lớn nhất. Thế mình bảo đánh giá là nó bé nó bằng căn 2 thôi và yêu cầu là bằng căn 2 rồi. Thế tức là hai đường này vuông góc với nhau. Ví dụ như vậy. Bây giờ thầy kết thúc cái phần đồ thị hàm số bậc nhất, tức là đường thẳng. Tại đây có tất cả các dạng toán đó, thầy không liệt kê lại nữa. Thôi thì em về em xem lại, vì thầy thấy là nó cũng đơn giản thôi. Mình cứ xem bài mẫu của thầy. Chung là tất cả là giống như trên bảng của thầy thôi, thì mình cứ lấy đó và mình tra nhé. Thầy chào các em, chúc các em học tốt.